Chop! 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 Truy đuổi nửa ngày cực khổ quá. Tha lỗi Đề Dương gia. Xem ra ta không thể vào kinh được nữa. Yên tâm, huynh đệ của tôi ra tay rất nhanh gọn, sẽ không khiến cho Dương gia chịu nhiều đau đớn. Nghịch tặc to gan, ngay ở dưới chân thiên tử mà dám ngông cuồng như vậy. Nhất định phải bảo vệ chu đáo cho Dương gia. Nếu như Dương gia chịu chút tổn thương gì, ta sẽ cho đám các người chết không có chỗ chôn thay. Mau biến đi. Tỷ lệ giám thủ lĩnh thái giám Triệu Vô Cực phụng chỉ tới đây tiếp đón Dương gia. Đường xá xa xôi, Dương gia đã cực khổ rồi. Ơn cứu mạng của Triệu công công, bổn Dương suốt đời khó quên. Dương gia, nô tài đã kêu thuộc hạ đưa Dương gia tới tỷ lệ giám nghỉ ngơi một lát, đợi chuẩn bị xong mới đưa ngài đi gặp hoàng thượng. Tạ công công. Người đâu? Triệu công công. Đưa Dương gia đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Ê, sư phụ à, lúc nãy chúng ta trực tiếp bắt người là được rồi mà. Chúng ta đã cứu mạng của Dương gia một lần rồi, cần gì phải trở mặt với đám cẩm y vệ này chứ. Ồ, người nói rất đúng á. Tô cô nương, nói ta biết đi, tên tiểu tử ngày hôm qua đi chung với cô đâu rồi? Ta không biết hắn. Được,
Không sao hết, có cô trong tay huynh đệ chúng tôi có thể sống rồi. Bắt cô ta lại. Đồng xưởng. Phương đại nhân, Lưu đại nhân phải chúng tôi đến tiếp ứng ông. Tiếp ứng à? Đúng vậy. Chỉ sợ phái người ta lấy mạng của ta thôi. Phương đại nhân, ông nghĩ quá nhiều rồi. Đủ rồi. Ngươi là người ta bồi dưỡng từ nhỏ, ta mà chết, ngươi chính là bách hộ. Phương đại nhân, không phải là tôi không chịu giúp ông, quan trọng là hai vị Lưu đại nhân. Ta hiểu rồi. Nếu như đã hiểu thì cũng đừng làm khó các huynh đệ. Chúng tôi sẽ săn sóc người nhà của ông. Ông yên tâm đi. Có rượu không? Phương đại nhân, Lưu đại nhân còn chờ chúng tôi trở về bẩm báo nữa. Các huynh đệ ra tay nhanh gọn. Chuyên công công, đủ người chưa? Ngoài Lưu Tiến ra thì đã tới đủ rồi. Tôn Càng, Lưu đại nhân đã tiếp thánh chỉ, cái này gọi là tội bỏ trốn nè. Cũng có thể là do không coi thái giám ta đây ra gì ha. Người muốn tra thì cứ tra. Cẩm Y vệ trong sân này ai cũng đã từng đổ máu vì giang sơn đại minh này hết. Nếu ai có mưu đồ làm phản thì cái đó chính là kẻ không có cha mẹ dạy dỗ. Tôn Càng ta không sợ điều tra. Ai cũng biết ta và Phương Nghị từ xưa đến nay không đội trời chung. Thân phận hắn bại lộ, hắn là do ta bắt, cũng do ta giết. Sao đến ta người cũng muốn điều tra? Ai biết được có phải khổ nhục kế hay là không. Giết một người để bảo đảm an toàn cho tất cả các ngươi. Người nói láo. Ôi trời, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi. Ím miệng. Xem ra không thể nói tử tế với ngươi được rồi. Ngươi đâu? Trói lại cho ta, đánh cho tới chết. Trời. Ý gì đây? Cẩm Y vệ đây là muốn kháng chỉ hả? Trấn phủ nhà môn muốn đánh Cẩm Y vệ. Từ khi Đại Minh khai quốc,
chưa từng có kẻ nào dám làm như vậy. Người Đông Sơn các ngươi quá to gan. Chuyện ngươi chưa nhìn thấy bao giờ còn nhiều lắm. Tôn Càng, ta nói ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ cho từng người cẩm y vệ của các ngươi mở mang tầm mắt à. Cao huynh đệ, cẩm y vệ chúng ta hôm nay nếu như để cho bọn thái giám Đông Sơn ức hiếp thì không còn mặt mũi gì nữa. Đánh thật mạnh vào cho ta. Đánh 30 trượng trước cho ta. Tôn Càng, người kháng chị. Dừng tay. Lưu đại nhân, thật là hồ đồ, còn không mau dựng dậy trị thương đi. Đó. Tình ngu ngốc Tôn Càng nhà ngươi. Đại nhân, là do đám người Đông Sưởng này ức hiếp người quá đáng. Tại sao ngươi lại không nhịn được? Người nào làm người đó chịu, cùng lắm thì một mình ta chết thôi. Được rồi, đánh một trận cũng tốt, là để cho Triệu Vô Cực biết chúng ta cũng không hiền lành gì, cũng không thể để cho hắn tự do ngang ngược. Từ Quý, có người mau đi chuẩn bị cho ta một bàn rượu, sau đó tới Tề Dương phủ mời Tề Dương tới đây. Dạ rõ. Tôn Càng, dạ, bây giờ ngươi hãy mau đi chuẩn bị trước, lấy đầu tên Phương Nghị đó. Dạ. Lưu Tiến đại nhân, chúng ta ra cửa nghênh Thiết Triệu công công. Rõ thưa đại nhân. Hey, Triệu công công, Triệu công công, ngài thật sự là muốn sang bằng cẩm y vệ sao? Bớt nói nhiều đi, mau thả đồ đệ của ta ra. Sư phụ, sư phụ, báo thù cho con. Khiến về chữa trị đi. Dạ. Đều do bổn quan dạy dỗ không nghiêm, để cho thuộc hạ đánh tiểu công công. Đây là lỗi của bọn ta. Nhưng bổn quan nghe nói là tiểu công công vừa tới thì đã ăn nói không đúng mực, vậy nên mới có chuyện. Vậy Triệu công công ngài hãy bỏ qua cho. Sợ là không phải ta bỏ qua là được đâu. Tiểu thiên tử cũng chỉ là phụng chỉ hoàng thượng kiểm tra, bị các ngươi đánh cho thừa sống thiếu chết. Nói tội nhỏ là kháng chỉ bất tuân, còn nói tội lớn thì các ngươi đang mưu phản. Ý chà, theo ý của Triệu công công như vậy, cho dù là tội nhỏ hay tội lớn thì bọn ta đều phạm phải tội chém đầu hả? Ngài xem mấy người ở Đông Sưởng của ngài đi, ai cũng cầm đao kiếm sát khí đằng đằng, đứng xung quanh cổng nhà môn trấn phủ. Nếu để cho văn võ cả triều nhìn thấy còn tưởng là binh biến đó, đúng là xấu hổ cho người có học. Có điều bổn quan đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở trong đó rồi, hân hạnh được đón tiếp Triệu công công. Cho dù là xử lý ra sao thì chúng ta cứ vừa ăn vừa bàn. Các người nghe đi, bao giây trấn phủ tư cho ta, ta phải xem thử là trấn phủ tư có biết dương pháp là gì hay không. Mời. Đuổi theo. Lại, 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 lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô nương, cô nương không sao chứ? Không sao, không sao. Lại. Còn chạy nữa hả? Qua đây. Sao đánh nhau dữ vậy? Ngươi có phải người của Lục Phiến Môn không? Phải. Xin hỏi anh Hùng là người ở đâu? Trong Lục Phiến Môn có ai trạc tuổi ngươi nhưng mà sống ở Thông Châu hay không? Thống lĩnh của chúng tôi sống ở Thông Châu nhưng ông ấy 50 tuổi rồi. Đa tạ. Ê, Nguyệt Tú, sao muội không chờ quên ở trong giáo phường Ti mà lại hẹn gặp chỗ này? Sao muội lại không quay qua đây? Bây giờ các ngươi rảnh rỗi quá nên tới Lục Phiến Môn chơi à? Để còn hùng hổ như vậy nữa, tới mà không chịu nói trước một câu để chúng tôi cũng biết chuẩn bị trà bánh tiếp đón chứ. Đừng có nói nhảm. Thân lực hành đâu? Thân lực hành? Không phải bị các ngươi nhốt ở đại lao hình bộ rồi sao? Người chán sống rồi hả? Dám kéo dài thời gian, đập nát Lục Phiến Môn cho ta, xuống lại đuổi theo. Dạ. Tôi cô nương, sư cô tới đây. Quỳnh Điệp rút thân lực hành đi, để chúng tôi lo. Đa tạ. Đứng lại. Lấy vũ khí.
Mau vào trong. Đi mau. Nhất định là chúng muốn diệt cỏ tận gốc. Tiêu đại thẩm, hai người yên tâm, tôi đã hứa bảo vệ cho hai người thì sẽ không nuốt lời. Diệt Đông, để giờ Giật Thanh đưa họ chạy trước đi. Quynh và người của Đông Xưởng sẽ cầm chân họ lại. Không được, tôi phải ở lại đây với Quynh. Ở đây rất nguy hiểm, bảo vệ nhân chứng mới là điều quan trọng. Tôi biết rất nguy hiểm, nhưng mà võ công của Quynh rất tệ, sao đối phó nổi chứ? Đã bàn xong chưa vậy? Tôi và Giật Thanh sẽ dụ họ đi. Diệt Đông, để đưa hai người họ đi, lập tức về kinh thành. Sau khi thoát thân được, bọn Quynh sẽ hồi kinh. Được. Chúng tôi không về kinh thành, không phải nói rồi sao là sẽ thả chúng tôi đi à? Đám người bên ngoài tới đây đi giết hai người, hai người thoát được sao? Đúng vậy, thì chúng tôi về kinh là để bảo vệ hai người. Được, vậy chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau đi. Việt Đông, bọn Quynh ra ngoài trước để dành thời cơ rồi chạy đi. Trên đường phải cẩn thận đó. Hai người nhớ cẩn thận đó. Dạ. Quynh để Đông Xưởng đi theo tôi. Dạ. Nhanh lên. Mau. Đi. Hai người theo tôi. Tất cả đuổi theo hướng sau núi. Đi mau. Nhanh lên. Giả lối cho tao. Rõ. Cảm ơn vệ sẽ bắn tên. Tôi ở phía sau bỏ. Chà. Chà. Quynh có cảm thấy cảnh này rất là quen không? Chú. Thank you.
Thật là may mắn có thể quen biết cô. Hối hận không? Hối hận chứ. Tôi hối hận sẽ không quen biết cô sớm hơn đó. Nhưng mà cơ duyên trong đời cũng không thể cưỡng cầu. Có lẽ trời định hợp đó chúng ta sẽ quen nhau. Định sẵn phải cùng nhau trải qua nhiều gian nan như vậy. Cô có sợ không? Không sợ. Nếu hôm nay định sẵn không qua được kiếp nạn này thì cũng là do vận mệnh an bài. Nguyện vọng của cô thành sự thật rồi, y như tình cảnh đêm đó vậy. Bây giờ tính sao? Cởi áo ra đi. Hả? Đại nhân, tới ngã ba rồi, chúng ta theo hướng nào đi? Hay là chia ra hai ngã? Không cần chia ra, cứ đủ theo hướng này. Rõ. Chưa bao giờ gần gũi con gái như vậy. Trong lòng hồi hộp thôi. Lúc nào rồi mà còn giỡn được nữa. Đại nhân, nhìn thấy y phục của Thương Lực Hành và Tô Dược Thanh ở dưới. Vì chúng chạy nhanh quá không kịp thắng ngựa cho nên rơi xuống vực chết rồi. Ta vẫn thấy không an tâm, phái người xuống xem thử. Đại nhân, có phải ngài sợ chúng chưa chết không? Cái vực này cao như vậy, người ngựa rơi xuống nhất định sẽ mất mạng đó. Lỡ xảy ra sơ suất thì sao? Xuống thì dễ, nhưng mà muốn sống sót có lẽ là khó. Câu đệ, ráng kiên trì. Thủ phủ đại nhân nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau khi bắt được Thân Lực Thành và Tô Lực Thành, thủ phủ đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng. Nếu bị bọn họ phát hiện thì tính làm sao? Vậy tôi xông ra ngoài trước, uy hiếp Tôn Bách Hổ, còn cô như lúc đó chạy trốn. Nếu như bị bắt, tôi sẽ không bỏ trốn một mình. Nếu cô không đi thì sẽ chết chung đó. Chết thì chết, dù sao cũng có huynh ở đây, tôi không sợ. Sao lại bất cẩn gì vậy? Đại nhân, hay là bỏ đi. Thôi bỏ đi. Rút. Chắc
là họ đi hết rồi. Lực Hành, Lực Hành quên sao vậy? Lực Hành. Ê, ê, ê. Bộ cô đuôi rồi hả? Rõ ràng là ngươi cố ý đụng ta. Bộ sau lưng ta có mắt à? Làm sao ta biết cô đi đằng sau chứ? Ta nói cô biết nha, đây là rượu quý của nhà ta, trả 50 lần. Không lẽ các người thường xuyên giở trò như vậy ở đây sao? Ta nói các người biết, hôm nay đã tìm lộn người rồi. Ê, cô nương đừng có nói khó nghe vậy chứ. Chúng tôi chỉ là kiếm cơm. Cô nương xinh đẹp như vậy, chỉ cần chịu ngồi xuống uống chung với chúng tôi thì coi như không có chuyện gì hết. Sao huynh không ở nhà dưỡng thương, chạy tới đây làm gì? Tôi không sao. Tìm được Dư Vệ chưa? Huynh nghe tôi nói chuyện với Dương gia hả? Rõ ràng là huynh đã tỉnh, sao còn làm bộ ngủ? Nếu không giả bộ ngủ thì làm sao có thể nghe được tâm sự của cô? Mặc kệ huynh luôn. Tôi phải mở to mắt ra. Quân địch nó mua chuộc dân chúng, làm gián điệp cho chúng. Còn trà trộn vào thiết lĩnh vệ, mọi người phải cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng bước vào. Có người. Ê, người đâu có tên khách? Đâu đây? Ta thấy ngươi không hề thấy sợ hãi, cũng coi như là một nam tử hán. Quân địch cho ngươi bao nhiêu tiền? Thấy ngươi bán mạng cho chúng, còn cứng đầu nữa. Lát nữa sẽ bắt ngươi nói ra sự thật. Đưa đi. Dạ. Đi. 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 Mà lên. Đi. 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 Mà. Nhanh lên. Đi nhanh. Đứng lại. Ai dám quậy phá trong trận đánh ta? Trong thiết lĩnh vệ ai cũng muốn lấy đầu của đệ. Huynh cũng không phải là thích khách giỏi nhất. Ngày nào đầu của đệ cũng bị người ta nhòm ngó như vậy, sống cũng không vui vẻ gì ha. Đừng tưởng đệ oai phong lẫm liệt, chỉ có huynh mới hiểu đệ thôi. Các... đây không phải là gian kế của Mông Cổ, đây chính là bằng hữu cũ của ta, thần thông lĩnh Lục Phiến Môn, thần tử mộc. Chúng ta không những là đồng hương mà còn là sư huynh đệ với nhau. Căn dặn nhà bếp chuẩn bị một bàn thiệt rượu, chúng ta ăn uống no say. Ha.
đại nhân, cậu. Thần thống lĩnh, hãy chúng ta hợp tác đi. Ta đuổi theo lâu như vậy cuối cùng cũng bắt được bà. Bà hại ta thật thảm đó. Ta không quen biết người. Nhiều lần hãm hại ta mà còn nói không quen ta. Hơn nữa ta nói bà biết, ta chính là người đợi lấy mạng của bà để cứu mạng của ta. Nhảm nhí. Con người ta một không quyền, hai không thế, làm sao có thể cứu mạng người được. Bà chính là hung thủ thật sự. Đương nhiên ta phải lấy mạng của bà để đổi mạng ta. Nhất định sẽ phái người tìm kiếm cho bằng được. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đợi họ đuổi tới đây thì ta đã sớm giao bà vào tay của Lưu Cát rồi. Người là ai? Nói mau. Muốn giết thì giết, nói nhiều làm gì. Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn à, chúng tôi sẽ giao người, nếu không thì đừng hòng gặp được tôi. Không được qua đây. Tôn đại nhân, lâu rồi không gặp. Lưu đại nhân, thả thủ phủ đại nhân ra. Từ từ rồi nói. Thả ông ta ra, ngươi sẽ giết chết ta, ngồi vào vị trí của ta sao? Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Tôn càng được ngày hôm nay đừng nhờ vào đại nhân, sao ta lại hại ngài chứ? Ta khinh. Phương Nghị chính là người tiêu diệt để được lên chức bách hộ, để trở thành đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Ngươi tuyệt đối sẽ không tha mạng cho ta. Trong số Cẩm Y Vệ, ngươi không có nghĩa khí nhất chính là ngươi đó. Đại nhân, chuyện hôm nay Tôn Càng làm đều do đại nhân đích thân dạy. Ngài muốn làm đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đã âm thầm cấu kết với Triệu Du Cực của Đồng Xưởng, giết hại bao nhiêu người mới có ngày hôm nay. Tới nước này rồi, chúng ta cứ việc nói thẳng với nhau hết đi. Ngài thả thủ phủ đại nhân, chúng tôi sẽ lấy đồ mà chúng tôi muốn lấy. Ngài lấy được tiền, cao chạy xa bay. Nghe thấy chưa hả Lưu Tiến? Chúng ta muốn người, ngươi lấy tiền rồi đi, làm theo lời của hắn đi, đừng có nhiều lời nữa, tránh ra. Các huynh đệ hãy nghe rõ đây, hôm nay không ai được phép để cho Lưu Tiến chạy thoát. Đuổi theo. Yeah.
Sư phụ, sư phụ, người chưa chết. Mấy năm nay người ở đâu? Sao Diễn Gia nói là người chết rồi? Sao người bỏ lại con mà đi chứ? Sư phụ, người biết con rất nhớ người không? Người đi rồi, con giống như một đứa trẻ không mẹ. Mỗi lần con hỏi Dương gia tình hình của người, ông ấy đều thở dài không nói gì hết. Sư phụ, sao người bị Lưu Tiến bắt nhốt ở đây chứ? Sao lại trở thành con tin của hắn? Giật Thanh là sư phụ. Mấy năm nay sư phụ ở bên ngoài làm việc cho Dương gia. Sư phụ bị bắt ở trong doanh trại của tổng binh Kế Liêu. Nhưng mà những chuyện này khó mà nói hết. Đây không phải là chỗ để nói chuyện. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Được, chúng ta đi thôi. Cẩn thận. Sư phụ. Người chúng muốn bắt là người. Người hãy chạy trốn vào trong Dương phủ. Con sẽ chạy hướng ngược lại. Chúng ta gặp lại ở Dương phủ nha. Không được, võ công của con không bằng ta. Chúng sẽ giết chết con. Không có đâu. Chỉ cần là người trong kinh thành đều biết tôi Giật Thành là thị nữ trong Dương phủ. Chúng sẽ không làm gì con đâu. Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, ta chính là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Hôm nay của ta chính là ngày mai của ngươi. Lưu đại nhân, thượng lộ bình an. Cái gì huynh đệ vất vả rồi. Các người đã đuổi làm người. Ta là thiện nữ bên cạnh Tề Dương. Đi thôi. Đi. Xin chào nữ hiệp. Ta là Thân Tử Mộc, là người của Lục Phiến Môn. Ta chỉ muốn giúp bà thôi. Nếu như là bằng hữu thì xin nhường đường. Nếu không, dù bước qua xác của ông, Thiền Thanh cũng không ngại đâu. Thiền Thanh, tên đẹp đó. Lúc nãy ta nhìn thấy bà đi chung với tôi Giật Thanh. Hai người quen biết nhau sao? Đây vốn là chuyện riêng giữa ta và đồ đệ của ta.
không phải Tô Dật Thành. Đồ đệ. Nói như vậy, quan hệ của bà với Tô Dật Thành là sư đồ sao? Vậy thì ta càng phải giúp bà rồi. Ông là người của Lục Phiến Môn, Lưu Tiến là Cẩm Y Vệ, chắc chắn hai người đồng lõa với nhau. Một kẻ đánh người, một kẻ dụ người. Ông gạt ta tin tưởng ông, sau đó sẽ bắt ta giao cho Lưu Cát chứ gì? Không, Thiền Nữ Hiệp, bà hiểu lầm rồi. Ta đã từng tuổi này rồi, tại sao lại gạt bà chứ? Nếu như đại nhân thật sự muốn giúp ta thì hãy nhường đường cho ta. Bây giờ Cẩm Y Vệ trong kinh thành đang tìm bà khắp mọi nơi. Ta thấy hay là bà trốn ở chỗ của ta đi, đó là nơi an toàn nhất. Đa tạ đại nhân, Thiền Thanh cũng sẽ không làm phiền ông nữa. Ta đã hiểu rồi, ông đang đợi Cẩm Y Vệ cho nên giữ ta lại. Không, bà hiểu lầm rồi. Đừng nhiều lời. Quen hắn sao? Ông ấy là cha của bạn con, thân đại thúc. Ta cứ tưởng hắn và Lưu Tiến là cùng một phe. Sư phụ, người đã giết ông ấy sao? Thân đại thúc, thân đại thúc, chúng ta bảo đem thi thể của thân đại thúc đi thôi. Sư phụ, mau giúp con đi sư phụ. Không được, không kịp nữa rồi, mau đi thôi. Sư phụ. Từ từ nói. Ta hỏi ngươi, tại sao tới Giang Tô nhưng lại đi hướng khác? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Phu nhân, làm gì có chuyện đó chứ. Chắc chắn là bà hiểu lầm rồi. Con đường này dẫn tới Thiết Lĩnh Quan. Mấy năm nay ta đi biết bao nhiêu lần, không ai gạt được ta đâu. Ai phái ngươi tới đây? Không, không có. Tiểu nhân nhất thời tham lam, muốn lấy bạc của phu nhân thôi. Nói mà. Tôi nói là Dương gia. Nô tài to gan, dám vu khống Dương gia. Tôi nói thật mà. Dương gia kêu chúng tôi đưa bà tới Thiết Lĩnh Quan, giao cho tổng đốc Kế Liêu, Trương đại nhân, sau đó thì giết người diệt khẩu. Nói bậy. Tôi có mật hàm của Dương gia gửi cho Trương đại nhân. Phùng Xuân, đưa mật hàm cho phu nhân coi đi. Mở ra.
Đứng lại. Bây giờ làm sao? Phá giục dây thôi. Chúng tôi sẽ diệt chân cả mấy vậy. Hai người đưa con công đi đi. Cảm ơn vậy, đã bị người của tôi dụ đi rồi. Chúng ta có thể đi đường khác. Nhưng bây giờ cổng thành đã đóng, chúng ta biết đi đâu đây? Vết thương của công công rất nặng, nếu không mau cứu chữa sẽ rất dễ mất mạng. Bây giờ Giang công công không còn đi nổi nữa, phải làm sao mới tới được y quán? Các người đừng lo cho ta, cứ chạy trước đi. Giang công công, chúng tôi vượt đường xa xa xôi tới đây là gì ông? Sao có thể bỏ mặc ông được? Hay là như vậy đi, tôi biết đằng kia có một tửu lầu, hai người đưa Giang công công vào tửu lầu trốn trước, tôi đi tìm đại phu, chừng nào tìm được sẽ dắt tới đó. Đành phải vậy thôi. Đi. Đi. Gia cảnh của lão phu bần cùng, mới mấy tuổi đã tiến cung. Ta bước qua chỗ này, đi qua đại điện trong hoàng cung cũng đã gần 20 năm. Sau này vì muốn được sống sót đã trốn thêm 10 năm. Ta cứ tưởng cả đời này không còn được thấy cảnh trong cung nữa. Thật không ngờ tới già rồi phải quay trở về đây. Đời người vẫn cứ luân hồi. Cuộc đời của lão phu bắt đầu từ đây và kết thúc cũng tại đây. Sư phụ, người không cần bi quan vậy. Tiểu tiền tử nhất định có hết sức bảo vệ an toàn cho sư phụ. Nếu ta sợ chết thì hôm nay đã không trở về. Sư phụ, người... Chuyện tới nước này rồi, sống hay chết không còn quan trọng. Nếu như lập tức được gặp hoàng thượng, nói ra bí mật cất giữ trong lòng, không phụ hoàng ân. Sư phụ, ban ngày ban mặt mà dám ra tay ngay trước cửa cung công công, chúng ta sẽ yếu thế cồn, vừa đấu vừa luôn. Rút! Dạ, nhanh! Nhanh! Sư phụ, ráng chịu được một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi. Tiểu thần tử, dạ, cách chừng cẩn thận, ai dám vào chân của một bước, giết chết không tha. Dạ. Tiểu thuyên tử công công, xin hãy nhường đường, cả hai đều dễ xử. Không có khẩu dụ của hoàng thượng, tử ý bao dây tề dương phủ. Ta thấy cẩm y vệ các ngươi chán sống hết trơn rồi. Công công, chúng ta mỗi người một chủ, chúng ta nhất định phải bắt người ở trong tề dương phủ. Điều cần nói ta nói hết rồi. Nếu như các ngươi nhất quyết xông vào tề dương phủ, vậy thì đông sưởng không khách sáo làm gì. Các huynh đệ, nếu hôm nay không bắt được Giang Lăng thì chúng ta đều phải chết. Còn nếu bắt được thì sẽ còn một con đường sống, sống lên chúng ta. Dạ, đã. Đại nhân. Thân Lực Hành đã bị ta bắt rồi, kêu các huynh đệ rút đi. Dạ. Tiểu thuyên tử công công, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Rút. Khỏi cần đuổi theo, Triệu công công cho chúng ta canh chừng dương phủ, đừng chuốc thêm phiền phức. Nhưng mọi người nhất định phải cẩn thận đề phòng. Dương gia, Tô cô nương, thân thống lĩnh, chúng ta cũng đã từng quen biết. Sư phụ kêu tôi tới đây để bắt các người về phục mệnh.
tôi khuyên các người nên bỏ vũ khí đầu hàng để khỏi làm mất lòng nhau đó. Thật không ngờ Triệu Công Công lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tân hoàng đế vừa mới lên ngôi thì hắn đã muốn đem ra làm chút thí để bảo vệ địa vị của mình. Dương gia đừng trách, hết sư phụ kêu tôi tới nói với ngài mấy câu. Ông ấy và Dương gia từng là bạn cũ, nhất định sẽ bảo vệ thể diện cho ngài, để cho Dương gia được chết không bị mất mạng. Tắc Khinh, đúng là đồ ăn cháo đa bát. Dương gia, không cần phải nói nhiều, chúng ta xông ra ngoài đi. Ê, thần thống lĩnh, đừng vội. Binh lính của Đông Sưởng đã tới Dương phủ, bao dây kín chỗ này hết rồi. Tôi khuyên các người đừng có làm bậy đó. Người Công Công muốn bắt là ta, không phải là Tô Dật Thanh và Thư Lực Hành. Dương gia hiểu lầm rồi, sư phụ đã dặn cả ba người các vị đều phải bị bắt về hết. Lên. Không không thể giết hắn ngay. Lui ra. Đừng có tới, đừng có tới nghe. Lui ra. Dương gia, hai người đi trước đi. Đi mau. Dương gia, ở đâu cũng có người của Đông Sưởng, chúng ta chia nhau chạy đi. Cậu mới là mục tiêu Đông Sưởng cần phải bắt, cậu còn quan trọng hơn ta. Chúng ta không được chia ra, bỏ hắn lại đi, đỡ phải gia tăng gánh nặng. Đi. Trương đại nhân, ngài đang định đi đâu vậy? Ta đưa phu nhân và con đi dạo, không lẽ con phải tới xin phép các vị công công đây sao? Vậy thì không dám, nhưng mà Trương đại nhân, ngài thả khâm phạm triều đình, đây là tội đáng chém đó. Ngài cũng nên suy nghĩ rồi hẳn làm. Nhảm gì? Chẳng lẽ tiểu công công nghi ngờ người đang ngồi trong xe ngựa là khâm phạm triều đình à? Hay là công công cho rằng người nhà của Trương Cường này là khâm phạm triều đình? Nếu như xe ngựa, vậy thì chúng tôi cũng yên tâm. Hỗn sự, ngươi ngồi trong xe chính là nương tử và con của ta. Ngươi là ai mà đòi kiểm tra? Ngài không cho kiểm tra là chột dạ rồi. Đừng nói nhảm, nếu không tránh đường, đừng trách bổn quan không nể mặt. Ai dám bước lên trước một bước, đừng trách Trương Cường này không khách sáo. Đại nhân sống chết bảo vệ hai chiếc xe này, chắc chắn người ở trong xe vô cùng quan trọng đó. Ta không cần phải giải thích cho các người. Sao hả? Vừa vào đám người các ngươi mà dám ở bên ngoài doanh trại của ta, hiểu rõ Dương Quai à? Nếu như ngài giết chúng tôi thì Triệu Công Công cũng không có tha cho ngài đâu. Nếu hôm nay ai dám đụng vào người nhà của ta, ta giết người đó trước. Không sao đâu con. Lão gia, con của mình rất hoảng sợ. Nếu không thì cho Công Công nhìn một lần đi, chúng ta còn phải lên đường nữa. Phu nhân đừng sợ, Trương Cường không sợ trời không sợ đất. Các người nghe cho rõ đi, ai dám tới gần xe ngựa, chém cho ta. Xuất phát. Lại đang nghĩ không biết có bắt được Tề Dương hay không, thật không ngờ lại bắt được một con cá lớn như ngài. Công công, ta có chuyện muốn gặp Tô Dật Thanh. Nếu ông có thể bắt được cô ấy thì ông đã lập được công lớn với Triệu Công Công rồi. Công lớn hả? Được rồi, đã tới lúc nào rồi mà còn muốn gạt tôi.
dẫn đi cho ta. Công công, tôi... Đi, đứng lại, 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 đứng yên lại. Trương đại nhân, không cần tính mạng của vợ con ông nữa sao? Ông tính đi đâu vậy? Hiểu lầm rồi. Chẳng qua Trương Cường muốn ra ngoài để thăm vợ và con thôi. Ông đã nói gì với Thân Lực Hành? Có phải hắn đã thả ông không? Dương gia quả nhiên thông minh, nhưng mà chỉ sợ ngài không còn được gặp Thân Lực Hành nữa. Người đâu? Mau tìm Thân Lực Hành. Dạ. Cha. Lão cha ơi. Rốt cuộc có chịu nói không? Ta nói không biết. Người giết chết ta đi. Lão cha ơi. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Mẹ không được chết. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Mẹ không được chết. Thưa đại nhân, ta cho mình thêm một cơ hội nữa. Nói ta biết Thân Lực Hành đi hướng nào. Ta không biết. Cha, 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 cha ơi, cha. Như vậy xin người hãy tha cho. Đây chính là quyết mạch duy nhất của ông được. Nếu như Dương gia thả con tôi ra, tôi nhất định giúp ngài điều khiển binh mã trong trận diệt thu. Làm gì? Cha có lỗi với con. Được, Bổn Dương sẽ chăm sóc nó giúp ông. Ông chỉ việc an tâm điều khiển binh mã lên. Dương gia cứ yên tâm, con tôi đang ở trong tay ngài. Trương Cường sẽ cố gắng hết sức. Không có Thân Lực Hành thì không có cơ xuất binh. Nói ta biết hắn đang ở đâu. Mặc dù bây giờ Dương gia không có Thân Lực Hành, nhưng vẫn có thể dựng cờ hiệu bằng danh nghĩa cậu ấy xuất binh chính đáng. Bây giờ không ai biết được Thân Lực Hành đang ở đâu. Giờ ta dắt ngài tới phủ tổng binh điều khiển quân đội. Được. Nhật Thanh, chăm sóc cho nó. Đi thôi. Mẹ mau tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Các tướng sĩ nghe lệnh, chiến trận đang ở trước mắt. Trẫm sẽ dẫn theo các tướng sĩ cùng nhau tiêu diệt phản tặc. Trẫm muốn thắng được trận này để người trên thiên hạ hiểu rằng ai mới chính là hoàng đế chân chính. Bẩm báo Dương gia, hoàng thượng ngự giá thân chinh, quân sĩ triều đình khí thế dâng cao, binh ta quân bại như núi. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như nó đáng sợ gì? Truyền lệnh xuống dưới, kêu binh lính kháng cự tới cùng. Bẩm Dương gia, địch ta binh lực chênh lệch, phải đối chiến lược mới đúng, nếu không lòng quân hỗn loạn. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, nhất định kháng cự tới cùng. Nếu như kẻ nào làm trái, trảm. Dương gia, vậy còn không mau truyền lệnh xuống đi. Dạ, Dương gia. Dương gia, xin Dương gia cho tôi một cơ hội chỉ huy quân đội dẫn binh ứng chiến. Bây giờ chúng ta cùng chung một thuyền, nếu bị quân địch bắt được sẽ không ai được sống sót. Thuộc hạ hiểu rõ cách ứng chiến, hay là để tôi dẫn thêm một đội tinh binh
làm loạn đại doanh của quân địch, bắt giữ tân hoàng đế thì sẽ xoay chuyển tình thế. Tốt, thuộc hạ còn có một lời cầu xin. Nói đi. Trước khi ra trận, Trương Cường muốn gặp mặt con trai của mình. Dược gia, con trai của tôi thế nào rồi? Con trai của ông vẫn khỏe, cứ yên tâm. Bổn vương đã đưa nó tới một nơi rất an toàn rồi. Dược gia đã đưa con trai tôi đi đâu vậy? Trương đại nhân, nếu như quân địch chiến thắng, chúng ta chắc chắn phải chết. Ngài đưa con trai của tôi đi đâu rồi? Bổn quan đã không để tới chuyện sống chết từ lâu. Nếu như không phải vì con thì sao bổn quan có thể theo người tạo phản chứ? Ta đã sớm đoán được chuyện này. Suốt mấy ngày nay ta không gặp được con của ta, có lẽ nó đã bị người giết lâu rồi. Trương Cường phải báo thù cho vợ và con. Nhìn bộ dạng này chắc Dương gia sắp thua rồi. Giật Thành, bổn vương sắp thua trận rồi, con hãy mau chạy trốn đi. Cho dù con có nghĩ bổn vương như thế nào, bổn vương cũng sẽ không trách con. Nếu như tìm được Lực Hành thì hãy sống cho thật hạnh phúc. Đi đi, đi liền đi. Nhắm mắt. Giật Thành, con chạy nhanh đi, không chạy sẽ không kịp. Quân địch sắp tiến vào đây rồi, con chạy đi. Chạy từ phía sau đi, mau lên.
Chịu nhục nhã hết nửa cuộc đời, sau đó còn vì ta mà chết. Còn có cả cha ruột của con cũng bị ta giết. Nhưng đừng, con rất hận ta. Tại sao vậy? Như gia luôn là người mà con kính trọng nhất, tại sao lại như vậy? Sống trong hoàng thất có rất nhiều chuyện mà mình không thể làm chủ được. Được một bổn vương, con chỉ muốn bảo vệ bản thân. Sau này lại bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh người đoạt gì, càng lúc càng sung mãn. Tình yêu, tình thân đều rời khỏi bổn vương. Nhưng mà cuộc đời của ta, người ta có lỗi nhất chính là con Giang Thiền Thông. Hạ xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, Tề Dương dẫn theo phản tặc bị lính của ta vây bắt, không thể kháng cự, trúng tên mà chết. Ban đầu đại quân tử thực sự tồn tại, có lẽ người nằm ở đây chính là trẫm. Sống trong hoàng thất phải biết chấp nhận suốt đời thân bất do kỷ. Hoàng thượng, người là thiên tử thật sự, được vạn dân tôn thờ. Còn Tề Dương phản bội triều đình, ý đồ xoán vị, hắn tội đáng muôn chết, làm sao so sánh với hoàng thượng được chứ? Tổ chức tang lễ cho Tề Dương theo đúng cấp bậc của Dương gia, nhanh lên. Dạ. Hoàng thượng ngự giá thân chinh tiêu diệt loạn thần, Tề Dương đã bị giết chết rồi. Cuối cùng bá tánh cũng tránh được đại nạn. Lần này tiêu diệt phản tặc cũng coi như đã lập công. Bây giờ Lưu Cát rất khách sáo với ta, tất cả đều nhờ vào cậu. Công công nghĩ nhiều rồi, tôi làm như vậy không phải vì công công đâu. Cho dù nói như thế nào, cậu cũng có ơn với ta. Ta là một người có ơn trả ơn. Mặc dù tạm thời chưa thả được cậu ra, nhưng mà ta sẽ sắp xếp người cố gắng chăm sóc cho cậu thật tốt. Cậu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Đồng phạm của Tề Dương bị giết hết rồi sao? Tô Dật Thanh bị áp giải về kinh, bây giờ bị giam trong đại lao của Hình Bộ. Nếu như cậu muốn gặp cô ấy, ta có thể kêu người sắp xếp cho. Chỉ cần biết cô ấy còn sống là được rồi. Khởi bẩm thánh thượng, lần này thánh thượng ngự giá thân chinh tiêu diệt phản tặc, đại thắng trở về, đang vui đáng mừng. Bây giờ đã diệt phản tặc,
Thiên hạ an tâm, lão thần xin được chúc mừng hoàng thượng. Đây là phước của bá tánh. Bây giờ thiên hạ đã được ổn định, giang sơn vững chắc, đây cũng là phước do trời cao ban cho. Cũng nhờ sư phụ bồi dưỡng nhiều năm để trẫm học được đạo lý làm vua, trẫm xin được đa tạ sư phụ. Hoàng thượng. À, sư phụ à, mau đứng dậy. Mau đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Lão thần thật sự không dám nhận. Sư phụ à, tình thầy trò chúng ta chấm dứt ở đây. Có thánh chỉ, Lưu Cát Từ Quý tiếp chị. Vạn tuế. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, Lưu Cát thân là thủ phụ đại thần, lợi dụng lòng tin của tiên hoàng và hoàng thái hậu lập bẫy hãm hại Trung Lương, cấu kết với đám người hình bộ thượng thư Từ Quý, kết bè kết phái, tạo thế lực, âm mưu làm phản triều đình, giờ cách chức điều tra, dám vào đại lao chờ xét xử khâm thử. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hôm nay trẫm sẽ điều tra Lưu Cát. Nếu ai cấu kết với hắn sẽ bị xử tội, quyết không dung tha. Hoàng thượng vạn quế. Đại nhân, tỉnh lại. Đại nhân, ngài tỉnh lại đi đại nhân. Đây. Lưu đại nhân, Từ đại nhân. Không ngờ tới lúc cuối chúng ta đều cùng chung số phận hết. Thần thống lĩnh. Tôi đoán được sẽ có ngày này mà. Thần thống lĩnh, lão phu còn một chuyện luôn canh cánh trong lòng, hy vọng sẽ được biết rõ. Rốt cuộc cậu có phải là huyết mạch của hoàng thất hay không? Thật thật giả giả thì như thế nào chứ? Thời khắc này tôi cũng là một phạm nhân thôi. Không phải. Nếu thật sự cậu là đại hoàng tử, nhưng mà cậu đồng ý từ bỏ hoàng vị, mang theo cái tội danh lừa đảo này, chấp nhận bị mọi người chửi rủa cả đời cậu, cậu thật khiến người ta bái phục sát đất. Vào đêm tôi đi gặp tiên hoàng. Tiên hoàng đã nói với tôi đạo lý trị nước. Tôi hiểu rằng cho dù tôi mang dòng máu hoàng tộc, nhưng không có tài đức để có thể làm vua, so với chuyện lấy hư danh để bị lợi dụng, chi bằng nhường được cho minh quân. Điều này mới có lợi cho bá tánh thiên hạ. Hoàng thượng, nhà của Lưu đại nhân và Từ đại nhân đã bị điều tra, con còn khoanh đỏ trên tên của họ, có phải là con muốn giết chết họ không? Hai người này không chết thì khó ăn nói với bá quan và người trong thiên hạ. Hoàng thượng, con có được ngai vàng, hai vị đại nhân cũng đã góp không ít công sức. Trẫm kế thừa hoàng vị vì tài năng đức độ, tại sao lại liên quan tới hai tên nghịch tặc này chứ? Chuyện trong triều chính sẽ có trẫm và các vị đại thần lo liệu. Mẫu hậu chỉ cần an dưỡng tuổi già, đừng có nhúng tay vô triều chính. Thank you.
Đây đây đây, uống canh đi. Hoàng Nhi mời mẫu hậu cùng nhau dùng thiện là có ý muốn nói chuyện. Cũng đã lâu rồi mẫu hậu không dùng thiện với con. Có phải là con có tâm sự gì muốn nói với mẫu hậu không? Mẫu hậu, trẫm chỉ hỏi người một câu, tại sao phụ hoàng lại chết? Sau khi phụ hoàng uống chén canh người dân đột nhiên băng hà, người biết tại sao mà? Con nghi ngờ ta. Phải, tiên đế là do mẫu hậu hạ độc. Không lẽ tới bây giờ người vẫn không nhận sai? Mẫu hậu không cho rằng bản thân mình đã làm sai chuyện gì? Một người mẹ muốn bảo vệ đứa con trai của mình, không lẽ cũng là sai sao? Lẽ nào vì muốn hoàng nhi của mình trở thành hoàng tử duy nhất mà giết chết hết con của tất cả mọi người là đúng sao? Hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, không phải họ Tiết thì là họ Dạng. Trong cung ai ai cũng biết, ở hậu cung chỉ có sinh được con trai mới có tư cách sống tiếp. Mẫu hậu nói không hề sai, nhưng mà trẫm là hoàng đế, không thể tha cho người. Trong lúc bổn cung vẫn còn trẻ, đã phạm sai lầm suốt đời này. Chỉ vì để che giấu sai lầm đó, sai càng thêm sai, ta đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng mà bổn cung lại không ngờ, cuối cùng người kêu bổn cung phải trả giá lại chính là đứa con mà cả đời này ta bảo vệ. Người làm vua luôn phải chính trực, đây là lời dạy của mẫu hậu. Mẫu hậu đừng trách, hoàng nhi muốn làm gương cho thiên hạ. Hoàng nhi đã chuẩn bị cho người một khu biệt viện, người có thể ở đó an hưởng tuổi già. Cả đời của mẫu hậu đã bị nhốt 2 lần. Lần đầu là do phu quân của mình nhốt, lần này là do con của mình nhốt. Triệu Vô Cực, có thật đưa mẫu hậu vào biệt viện nghỉ ngơi. Tuân chỉ. Bây giờ Thân Lực Hành sao rồi? Bẩm hoàng thượng, Thân Lực Hành vẫn còn bị giam trong đại lao Đông Sưởng, không biết hoàng thượng định giải quyết thế nào. Triệu công công cảm thấy nên giải quyết thế nào? Nếu luận tội, hắn mạo danh hoàng thất, cấu kết phản tặc, theo luật nên trảm. Nếu mà luận công, hắn biết làm việc nghĩa, cũng không đáng tội chết. Triệu công công cũng phân tích rõ ràng rồi, chỉ để lại thần không dám. Phụ hoàng của trẫm bị mẫu hậu hạ độc, không lẽ bây giờ bắt trẫm tự tay giết chết ca ca của mình sao? Nếu như vậy, trẫm thật sự phải chịu lẻ loi một mình rồi. Hoàng thượng anh minh, lại tốt bụng nhân từ, đó là phước của muôn dân. Triệu Vô Cực ơi Triệu Vô Cực, chẳng trách tiên hoàng trọng dụng ngươi. Trẫm còn chưa nói, ngươi đã biết suy nghĩ của trẫm rồi. Triệu Vô Cực làm việc cho hoàng thượng thì sẽ thay hoàng thượng suy nghĩ, làm theo ý của hoàng thượng. Truyền chỉ, tha cho Thân Lực Hành. Tạ ơn hoàng thượng. Không ngờ tôi vẫn có thể sống sót, đều là nhờ hoàng thượng nhân từ tốt bụng, cũng là công đức do cậu tích được. Không biết chuyện tôi nhờ đã giải quyết thế nào rồi? Chuyện này cậu yên tâm, ta đã bẩm báo với hoàng thượng, đây là khẩu dụ do chính hoàng thượng viết, cậu có thể tới hình bộ thả hình mọi lúc. Nhờ công công nói với hoàng thượng, người là một hoàng đế tốt. Ừ.
Sư phụ, ngự thiện do hoàng thượng ban có phải là ngon hơn bình thường không vậy? Tiểu thiên tử, ngươi cho rằng loại người nào cũng được hoàng thượng trọng dụng hay sao? Sau bao nhiêu chuyện, giống như Lưu Cát và Tề Dương, người thì chết người thì dòng, chứ còn sư phụ của người là có thể tiếp tục làm cẩn thận bên cạnh hoàng thượng, người có biết nhờ vào cái gì hay không? Đệ tử không biết. Nhờ vào? Đó là nhờ vào bản lĩnh nhận biết thời thế thay đổi. Tiểu thiền tử, cứ cố gắng học hỏi sư phụ, sư phụ sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nhìn cách làm việc của sư phụ thật khiến người khác khâm phục đó. Trong người tử có độc. Thật ra không thể trách tôi được, đều là do hoàng thượng căn dặn, tôi cũng hết cách rồi. Hoàng thượng, tiểu thiên tử, ngươi... Lúc trước ông cũng thường dạy dỗ chúng tôi, làm nô tài chỉ có một chủ tử duy nhất, đó chính là hoàng thượng. Nếu đã do hoàng thượng căn dặn rồi thì ông yên tâm mà đi đi. Lực Hành, trời ơi, Lực Hành, đệ tử huynh xong rồi chứ, sao rồi? Huynh nghe nói đệ đã làm phó thống lĩnh của Lục Phiến Môn, chúc mừng đệ. Hey, nè, chừng nào huynh về Lục Phiến Môn, không có huynh y như rắn mất đầu vậy. Huynh tới tìm đệ là muốn đệ giúp huynh tới Đại Lao Hình Bộ thả Tô Vật Thanh ra. Đây là khẩu dụ của hoàng thượng. Sao huynh không tự mình đi? Thì ra Thiền Thanh là thuộc hạ của Tề Dương, sư phụ của Tô Vật Thanh chính là Thiền Thanh. Lúc gia huynh bị sát hại, cô ấy cũng có mặt ở đó. Nếu nói như vậy tức là cô ấy nói dối huynh rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, huynh tin cô ấy đã thật lòng với huynh. Cô ấy quyết định làm như vậy nhất định là có chuyện khó nói. Nếu đã như vậy huynh càng phải đón cô ấy chứ. Huynh có thể hiểu, nhưng huynh không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào nữa. Vậy lúc đệ gặp cô ấy, nếu cô ấy hỏi tới huynh thì đệ nói sao? Gặp được cô ấy rồi đưa cái này cho cổ, cổ sẽ tự hiểu mọi chuyện thôi. Không cần phải tìm nữa, Lực Hành đã bỏ đi lâu rồi. Huynh ấy kêu tôi giao cái này cho cô.